Thưa khán giả cho bà con, tính đến ngày hôm nay thì người dân Hậu Giang đã thu hoạch được hơn 70.000 hecta lúa hè thu, đã gần 92% tổng diện tích đã xuống giống. Hiện tại thì những diện tích lúa hè thu chưa thu hoạch đều đại chính và tập trung tại huyện Long Mỹ, một phần huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ. Bà con đang khẩn trương thu hoạch nhằm hạn chế thiệt hại. Trong một tuần tới, thời tiết tại Hậu Giang dự báo tương đối thuận lợi cho bà con. Vì mưa hầu hết xuất hiện về chiều tối, lượng thì không lớn. Mỗi ngày trời sẽ có khoảng từ 6 đến 7 tiếng là nắng, chỉ mức nhiệt cho đồng ảnh hưởng từ 31 cho đến 34 độ. Lúa thu hoạch xong cũng sẽ không bị ẩm ướt. Với những nơi khác tại đồng bằng sông Cửu Long, thời tiết 10 ngày tới, dự báo cũng sẽ có mưa nhưng mà không nhiều, diện trải rác về chiều tối, lốc xét, gió giật mạnh, ít có khả năng xảy ra. Từ sáng đến khoảng 15 giờ trời sẽ có nắng, nhiệt độ phổ biến cho đồng ở ngưỡng từ 30 cho đến 34 độ. Ngày mai dự báo thì mưa sẽ giảm, thời gian mưa thì xuất hiện muộn hơn những ngày trước. Xuất hiện về chiều tối ở diện trại rác, chỉ có một vài điểm là có mưa dừa. Nắng trong ngày thì kéo dài hơn nên nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh cho một số địa phương khác dao động ở ngưỡng từ 31 cho đến 33 độ, riêng Phú Quốc là 30 độ thông tin vừa rồi đã khép lại phần dự báo thời tiết ngày hôm nay xin được cảm ơn quý khán giả cho bà con đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại